Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Lúc này đang là buổi chiều tối ngày 23 tháng 10 năm 2016. Đội ngũ thợ ông Rui đang tấp lập hoàn thiện cái bộ bàn ghế như ý voi tay thẻ bài bằng gỗ hương đỏ của Lào, hàng VIP. Bộ bàn ghế này đã có chủ nhân, đó là anh Thắng, anh ở Vân Tảo Thường Tín đã về ký duyệt bộ bàn ghế này. Đấy, quý vị đang thấy đây, ngày hôm qua anh Thắng đã về ký bộ này của đội ngũ Thành Luân gồm có 6 thứ. Đây, lúc này là đội ngũ thợ chúng tôi đang tấp lập hoàn thiện. Đây, đây là hai chiếc ghế đơn quý vị đang thấy trên màn hình đây. Và chúng tôi đang rất tấp lập với công việc. Và anh Thắng cũng còn ngoài cái bộ bàn ghế như ý voi tay thẻ bài ra, anh Thắng ở Vân Tảo anh còn đặt hàng tôi rất nhiều, một chiếc kệ tivi và một bộ bàn ghế ăn gỗ vụ chữ thọ, mẫu chữ thọ hàng VIP. Và đây là hai chiếc sập, mặt sập của đội ngũ Thành Luân chúng tôi đang hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng. Chú Xuyên ở cạnh nhà anh Thắng đặt bộ bàn ghế này, một chiếc chú Xuyên đặt chiếc sập thập điểu Quân Mai, và một chiếc chúng tôi là cho chú Bình ở Lạng Sơn. Đội ngũ thợ chúng tôi đang rất tấp lập, và đôi tranh cá chép này là chúng tôi cũng đã bàn giao cho anh Phương ở gần bến xe Giáp Bát, anh đã ký tên trong ngày hôm qua 22 tháng 10. Chúng tôi rất bận rộn cho nên là không quay được nhiều video clip. Đây, đội ngũ của chúng tôi là vừa mới cất dọn trong xưởng cái bộ bàn ghế Âu Á hộp gỗ hương Vân Nam Phi này cho chị Thủy ở Thanh Hóa, và chiếc kệ tivi ba cục cũng cho chị Thủy Thanh Hóa, hai cái sản phẩm này. Đây, và ở đây bên này là chúng tôi đang oánh xi cái bộ sập thập điểu Quần Mai cho chú Bình ở Lạng Sơn. Và nhân vật chính trong video clip này là bộ bàn ghế như ý voi tay thẻ bài chúng tôi đã bán cho anh Thắng, anh ở Vân Tảo Thường Tín. Ở đây đội ngũ thợ chúng tôi vẫn đang chiến đấu không ngừng nghỉ. Hàng VIP này rất đặc sắc, bộ bàn ghế này phải nói là cực kỳ đẳng cấp. Rồi chúng tôi đang chuẩn bị dọn hàng để nghỉ, giờ cũng trời đã tối rồi. Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước của loại gỗ. Đang tấp lập hoàn thiện các công việc. Đây, chành cá chép của anh Phương ở cạnh bến xe Giáp Bát đã đặt đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Khách có nhu cầu liên hệ trực tiếp chúng tôi 0967 110389 hoặc là 0972 770888. Công đoạn mài giấy giáp này là rất chi là cầu kỳ và kỳ công. Đây, chiếc này là chúng tôi là vừa mài giấy giáp nước xong. Sau khi mài giấy giáp nước xong chúng tôi sẽ mài giấy giáp khô. Và sau khi mài giấy giáp khô xong